Hello, xin chào mọi người và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình đi tìm cổ phiếu. Và cái cổ phiếu hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là cổ phiếu BHR ha, cổ phần cao su Phước Hòa. Đây là một cái cổ phiếu mà đáng ra là phải phím nhiều lần trước đó, nhưng mà tới thời điểm tại mình mới lục rồi đó, nên sẽ hơi trễ một chút, nhưng mà vẫn có điểm vào cho mọi người ha. Rồi, mình sẽ sơ lược về các cái thông tin về phân tích kỹ thuật trước để mọi người nắm. Thứ nhất, ở các khung đầu tiên là khung ngày thì BHR hiện tại đang cho thấy một xu hướng tăng khá là tốt, từ bậc tăng từ điểm 59, khoảng 59,5 ha. Đây là một điểm bậc tăng khá là tốt và thoáng, ít nhất trong đoạn vừa rồi mọi người thấy nó đi rất, cái đường giá nó đi sát TK ví dụ này. Cái việc này á nó ngầm ủng hộ cho cái việc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới đối với BHR. Tại vì mọi người có thể để ý là nếu tăng quá sốc thì sẽ có những đợt chỉnh cũng ngang ngang tầm đó, cao ngang tầm tăng mạnh đó. Vì vậy, một cái cổ phiếu tốt là một cổ phiếu mà nó có thời gian tích lũy đủ dài, cái vùng nền đủ hẹp để bật tăng ha. Một cái quy luật rất đơn giản thôi, tích lũy đủ thì nó sẽ bật tăng ha. Và hoặc là nó phải về hỗ trợ. Đợt này nó đã về hỗ trợ tầm 59,5, thì đây là một hỗ trợ khá là tốt ở cùng ngày. Qua khung tuần thì mọi người thấy ở cái phần 59,5 đó, đó cũng là đồng khách sạn ở khung tuần. Đây là nó thông báo cho một việc là khả năng giá sẽ bật tăng lên trở lại khi mà giá dội từ khách sạn dội lên ha. Thì đây mọi người thấy về 59,5 sau đó lên lại 64,1, thì hiện tại giá nó đang bị lấp lửng tại cái vùng 67. Cái bài toán hiện tại là nó như thế này: các cái đường giá của BHR nó tốt, nó bám chặt, nó không tăng quá mạnh mà đều. Nhưng nó có một cái vấn đề như thế này: nếu không qua được 67 và tiếp tục lấp lửng ở 67 thì khả năng cao nó sẽ bị tích lũy lại ha. Cái việc này là có nha, là mọi người cần quan sát. Ở đây cũng vậy, mọi người thấy nè, BHR thì tính về cái xu hướng dài hạn thì nó cũng không có cái gì gọi là kháng cự quá mạnh, nhưng mọi người có thể yên tâm phần nào. Yên tâm phần nào, cái chỗ chỉ có ở khung tháng này giá nó hơi sang TK và Kijun, nhưng mà cái giá này nó bật tăng từ cái điểm hỗ trợ là 52 nên mọi người cũng chưa cần quá lo lắng nhiều. Quay lại thì bây giờ mua ở đâu? Nếu như nha, nếu như thứ nhất có hai điểm mua. Một là phải đợi qua 67, ít nhất là phải đợi qua 67 để nó xác nhận là nó phá vỡ luôn cái vùng đỉnh cũ thì may ra nhịp tăng mạnh thời gian tới sẽ có. Còn nếu như bây giờ mọi người vào bây giờ nè, mọi người mà vào bây giờ luôn á, khả năng nó như thế này. Vào bây giờ thì dễ, rất dễ dính một cái nhịp chỉnh tại đâu đó tầm 61,9. Khả năng nó sẽ điều chỉnh về đó là thứ nhất. Phiên ngày mai khả năng nó có điều chỉnh. Còn nếu như ai đã hold rồi á, và hold tầm 59, 60, 61 thì vẫn có thể giữ nha, vẫn có thể giữ đẹp. Nhưng vui lòng là đặt SL đâu đó phải tầm dưới 57,8 hoặc là 58,2. Bèo bèo là cũng phải đặt dưới đó để mà nó đủ cái lượng dung sai để nó có thể thoải mái, nó giật lên giật xuống để mọi người khỏi phải dính thôi. Nếu mua bây giờ thì cũng được, nhưng mà ML nó rất là cao. BHR bây giờ mọi người hâu, ai đã hâu rồi thì tiếp tục hâu. Chứ bây giờ nó chỉ có hai điểm mua mới, một là đợi chỉnh nhẹ nhất là về đâu đó 62, tích lũy lại 62 thì đẹp ha. Tích lũy lại vùng 62 thì quá đẹp. Còn nếu như nó break ra khỏi khung ngày thì mình cứ đúng SL 7% tới bờ 14% mình tắng thôi ha. Rồi, đó là view về cái điểm mua cho BHR, hai điểm mọi người cân nhắc nha, hai điểm đợi break 67 thì SL 7% TB 14%. Còn những ai mà đã hold thì vẫn có thể giữ tiếp. Còn nếu như muốn vào bây giờ thì vẫn có SL là tại 58, ít nhất tại 58 nha, không nhỏ hơn vùng đó, nhỏ hơn vùng đó khả năng chỉnh rất là cao. Đó là lý do em nói mọi người là hiện tại nếu mà vào mọi người phải chịu một cái lỗ lên tới gần 6 giá, 5-6 giá chứ không ít đâu ha, mọi người cân nhắc. Rồi, bây giờ mình sẽ thông tin sơ lược và cái một số thông tin cơ bản sắp tới để mọi người hiểu hơn về cái ngành cao su. Thì đây, về cái ý đầu tiên em thống kê là theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cao su Việt Nam ước tính là 150.000 tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước do một số cái phần về cái biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng tới cái sản lượng. 6 tháng đầu năm 2024 thì xuất khẩu cao su ước tính chỉ đạt mức 7.200.000 tấn thôi và giảm 5.5 cùng kỳ. Thì có một tin tức lạc quan ở mục thứ hai là hiệp hội sản xuất cao su ở các nước, người ta đã điều chỉnh cái dự báo năm nay lên thêm 1%, đâu đó 0.1% nữa đối với cái sản lượng cao su ha.
dự báo nhu cầu cao su năm nay ha. Và cái thứ ba, đây là một cái hiện trạng đang em cảm thấy nha, nó đang dai dẳng ở Thái Lan. Mọi người biết là Thái Lan là một trong những nơi trồng cao su lớn nhất thế giới. Vì vậy hiện tại ở Thái Lan nó đang có một cái hiện tượng mưa và lũ quét. Hôm trước tại tháng 6 thì nó cũng đã có một đợt mưa liên tục làm ảnh hưởng. Và tiếp theo là chuẩn bị của mưa lớn nó ảnh hưởng tới lại cái vùng trồng cao su của Thái Lan nữa. Đây là một cái tin rất là nhạy cảm nha. Với dòng cao su mọi người phải cân nhắc. Và cái tệ hơn nữa là các hiện tượng về La Nina dự kiến sẽ tác động tới đồn điền cao su Thái Lan nè, sẽ làm giảm năng suất cao su nè, và tăng các nguy cơ mắc bệnh của lá cao su, của cái cây cao su. Cái tin cuối cùng thì nó sẽ hơi nghịch, nhưng mà mọi người đọc kỹ là như thế này. Thì một cái nhà phân tích tại One Net Rubber của Ấn Độ cho thấy là dữ liệu sản xuất của Trung Quốc đã dẫn đến tâm lý tiêu cực, tạo nên nhu cầu yếu trên thị trường cao su giao ngay. Tâm lý trên cả thị trường giao ngay và thị trường tương lai đều đang kém tích cực. Thì câu chuyện nó là như thế này, em xin mở cái giá cao su cho mọi người ra. Hiện tại thì cái giá cao su nó đã bắt đầu quay đầu giảm, nhưng mà mọi người lưu ý là nó vẫn có một cái hỗ trợ tại 281, đây là một hỗ trợ khá là lớn. Vì vậy khả năng nó giảm về để mà tăng trưởng lại thì vẫn có, nên mọi người cân nhắc thôi, chưa quá bi quan với giá cao su hiện tại. Còn về cái vấn đề về tiêu cực ấy, thì mọi người hiểu như thế này, Trung Quốc là nước người ta nhập khẩu cao su gần như nhiều nhất thế giới. Vì vậy mọi tác động của nó, mọi cái cử động về tác động nhập khẩu của nó đều ảnh hưởng tới trái cao su. Tuy nhiên, với cái nguồn hàng chủ lực là tại Thái Lan và hiện tại đang bị ảnh hưởng nặng bởi cái thời tiết bất thường ấy, thì phần nào nó đã cân lại cái việc là hơi thiếu cung và hơi dư cầu. Nó đang cân lại cái việc đó thì giá cao su nó có khả năng nó sẽ giữ vùng cân bằng tại thời điểm hiện tại nhiều, chứ nó không có tăng giảm quá sốc. Nếu mà nó có giảm thì khả năng nó chỉ giảm về 281 và sau đó bật tăng lại đối với cái việc phân tích kỹ thuật thôi nha. Đó là một cái việc tăng giảm bình thường, không sao. Nhưng mà mọi người chú ý một việc là Trung Quốc có sản xuất yếu đi phần nào không có nghĩa là nhu cầu sụt giảm nha. Mọi người nên hiểu là như vậy. Người ta là nước siêu nhập. Người ta vẫn có thể là nhập để trữ chứ không riêng gì nhập để sản xuất nha. Trung Quốc là một nước siêu nhập và người ta có thể gọi nó là, có thể nói là người ta căng những cái lúc mà giá cao su thấp, người ta căng, người ta nhập vào. Khi giá cao su nó tăng trở lại, người ta vẫn sản xuất như bình thường. Rồi lúc đó người ta đã lời cái giá hàng tồn kho rồi, là mới hiểu. Không phải là cứ mua nhu cầu sản xuất nó yếu đi là người ta sẽ không nhập nhiều đâu, không có đâu mọi người. Nhưng mọi người thấy thép ở Trung Quốc người ta vẫn sản xuất đều, nhiều khi có dư mà người ta vẫn bán ra được ha. Cái quan trọng là người ta muốn gì, chứ không phải là xét riêng về dữ liệu sản xuất yếu của Trung Quốc không là mình đánh giá là cái giá hàng tiêu cực, không có đâu. Quan trọng là người ta muốn gì tại thời điểm đó. Nếu mà người ta muốn nhập với cái giá thấp hơn và người ta sản xuất lại vẫn là chuyện bình thường. Đối với Trung Quốc việc đó rất bình thường nha, người tại vì người ta là nước siêu nhập, người ta nhập để trữ và người ta nhập để đầu cơ cũng có ha. Nên mọi người dần quen với cái việc đó. Rồi đó là sơ lược về cái giá của BHR. Và nếu như mọi người mà theo cái deal của em trong video này về BHR mà có lãi thì mọi người vui lòng donate vào số tài khoản ha. Donate vào số tài khoản để dưới phần mô tả ha. Đồng tiền đi liền với trách nhiệm. Mọi người donate càng nhiều thì em càng hỗ trợ mọi người sát sao hơn. Và mọi thông tin liên hệ và room tham gia vào group Zalo cộng đồng em đều để dưới phần mô tả, em đều để dưới phần bình luận. Mọi người xuống đó là có thể tham gia được ha. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào tập sau của Đi Tìm Cổ Phiếu.